chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của chúng mình là Mỹ Uyên. Hơn 40 pha bật cao đánh đầu, loại bỏ cả hàng phòng ngự ghi bàn. Năm 2019, Juventus gặp rất nhiều khó khăn ở chuyến làm khách trên sân của Sampdoria. Lão bà bế tắc trước lối đá phòng ngự phản công khoa học của đội chủ nhà. Tuy nhiên, may mắn cho bà đồng gia thành Turin là họ có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc để đình đoạt trận đấu. Pha lập công rất đẹp mắt của Dybala và đặc biệt là siêu phẩm đánh đầu của Ronaldo đã giúp các nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 2-1 trước Sampdoria. Cùng xem lại hơn 40 pha bật cao đánh đầu loại bỏ cả hàng phòng ngự ghi bàn nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Có rất nhiều công thức để tạo nên một siêu phẩm trên sân cỏ. Đó có thể là một pha bóng kết hợp nhuần nhuyễn mà người xem cứ tưởng chỉ xuất hiện trong game FIFA Online, hoặc cũng có thể là một cú volley ngã bằng đèn xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá. Đặc biệt, dù ở thời kỳ nào đi chăng nữa, quá khứ hay hiện tại, môn thể thao vua đều không thể thiếu những siêu phẩm ban đầu. Thứ vũ khí tưởng chừng như rất khó sử dụng này, một khi được các sát thủ sân cỏ thuần thục thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, chẳng kém gì chân thuần của họ cả. Thậm chí, có phần hơn bởi những pha đánh đầu thường xảy ra rất nhanh, giữa vòng vây hỗn loạn và hết sức bất ngờ. Chỉ nói không thôi là chưa đủ, chúng tôi sẽ đưa các bạn đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác thông qua 40 pha bật cao đánh đầu loại bỏ cả hàng phòng ngự ghi bàn ngay sau đây. Sergio Ramos là mẫu hậu vệ với tâm hồn tiền đạo. Anh là người hùng của Real Madrid vì đã cứu đội bóng này khỏi thảm họa khi trận chung kết Champions League mùa giải 2013-2014 chỉ còn hơn một phút nữa là kết thúc. Giấc mơ La Decima của người Real có nguy cơ tan vỡ khi mà đã trôi dần đến những phút cuối mà vẫn chưa có bàn thắng gỡ hòa. Và rồi thời khắc lịch sử đến, Sergio Ramos đánh đầu ngay phút bù giờ cuối cùng đã mở màn cho một cuộc lội ngược dòng lịch sử. Luka Modric thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Sergio Ramos đánh đầu chuẩn xác vào góc xa, hạ Courtois sang bằng tỷ số 1-1. Đó thực sự là khoảnh khắc mà Real Madrid trở về từ cõi chết và hai đội phải bước vào hiệp phụ. Trang BIA Football mới đây ví von, các nhà khoa học khẳng định con người không thể bay, nhưng với Cristiano Ronaldo thì có thể, vì siêu sao này thường xuyên bay cao với nhiều bàn thắng để đời. Rạng sáng ngày 19 tháng 12 năm 2019, Ronaldo đã có pha bật cao gần 2m6 dừng trên không với khoảng thời gian 1,5 giây trước khi đánh đầu hiểm hóc hạ thủ môn Emin Audero Sampdoria ghi bàn quyết định giúp Juventus giành chiến thắng. Bàn thắng này gây sốt cho đến nay không chỉ trên mạng xã hội mà khắp các tờ báo thể thao hàng đầu nước Ý cũng như thế giới. Ngay cả huấn luyện viên lão luyện Claudio Ranieri của Sampdoria cũng nói với giọng đầy thán phục: anh ta bật cao kinh hoàng và dừng trên không cả tiếng rưỡi đồng hồ là ít. Với bàn thắng tầm cao như vậy của Ronaldo, bạn chỉ có thể nhìn thấy ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA với những vận động viên bật cao cả 2-3m và ghi điểm. Trong trận mở màn vòng bảng World Cup 2014, tiền đạo Robin van Persie đã có một màn bay người đánh đầu để ghi bàn đẹp mắt giúp Hà Lan gỡ hòa 1-1 trước đương kim vô địch Tây Ban Nha. Từ đường chuyền dài khoảng 40m của đồng đội, van Persie đã lao đi như một mũi tên và bay người đánh đầu ghi bàn cân bằng tỷ số cho Hà Lan. Bàn thắng không chỉ là một siêu phẩm mà nó còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước nhà vô địch Tây Ban Nha. Pha bay người của tuyển thủ Hà Lan đã khiến cư dân mạng liên tưởng đến hình ảnh của siêu nhân, người dơi và cả đấng chúa cứu thế. Khi
được hỏi, trong số hơn 600 bàn thắng đã ghi được trong màu áo Barcelona, pha lập công nào là khoảnh khắc anh yêu thích nhất? Messi đã trả lời như sau: "Bàn thắng yêu thích nhất của tôi à, đó không chỉ là một bàn thắng đẹp mà nó còn có ý nghĩa rất quan trọng nữa. Đó là trận chung kết Champions League và bàn thắng đó góp phần giúp Barca giành cú ăn ba vĩ đại, điều mà chúng tôi chưa làm được trước đây." Đó là những chia sẻ của đích thân Lionel Messi trong cuộc phỏng vấn mới đây cùng Tasi Sport với huyền thoại đương đại Barcelona, pha ghi bàn của anh vào lưới Edwin van der Sar ở trận chung kết Champions League mùa giải 2008-2009 là bàn thắng anh yêu thích nhất trong sự nghiệp. Một cú đánh đầu đưa bóng vào góc xa, sâu đường kiến tạo hoàn hảo của Xavi. Và đến bây giờ, khi được chiêm ngưỡng lại, chắc hẳn nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao một cầu thủ nhỏ con như M10 lại có thể dễ dàng đánh bại cây sào van der Sar bên phía MU đến vậy. Trong mùa giải đầu tiên của huấn luyện viên Jose Mourinho tại Bernabeu, Real từng thua đậm Barca đến 0-5 và thất bại trong cuộc đua La Liga. Tuy nhiên, trong trận chung kết cúp nhà vua, Real giành chiến thắng ngọt ngào 1-0 trước kẻ đại thù và người lập công không ai khác là Ronaldo với cú đánh đầu lái bóng điều nghệ. Ngay sau tuyệt phẩm đánh đầu của Ronaldo vào lưới Sampdoria, hãng Sky Sports đã tổng hợp lại những pha bật nhảy cao nhất trong sự nghiệp của CR7. Nhìn vào bảng danh sách kinh điển này, người hâm mộ thấy bóng dáng của một siêu nhân thực sự chứ không phải người bình thường. Dễ dàng nhận thấy, pha đánh đầu ghi bàn gỡ một đều vào lưới Man United ở lượt đi vòng 1/16 Champions League mùa giải 2012-2013 khoác áo Real là cú bật nhảy ấn tượng nhất của Ronaldo. Theo thống kê của Sky Sports, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bật cao tới 2,93m, một con số quá khủng khiếp nếu biết chiều cao của rổ bóng theo chuẩn NBA chỉ là 3,05m. Trong pha bóng đó, đầu gối của Ronaldo đã cao tương đương với đầu của hậu vệ Evra. Huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson chỉ còn biết thốt lên: "Đây là điều phi thường." Chicharito là cái tên mang đến nhiều kỷ niệm buồn cho Chelsea. Cựu sao MU thường xuyên phá lưới The Blue theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới. Như trong trận tứ kết đinh của cúp FA diễn ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2013, ngay ở phút thứ 5, các cổ động viên của Man United đã có cơ hội ăn mừng khi Chicharito đánh đầu lái bóng kỹ thuật từ đường truyền dài chính xác của Michael Carrick hạ gục thủ thành Trent. MU vươn lên dẫn trước 1-0 bên cạnh sự nhạy bén của chủ nhân siêu phẩm. Ngoài ra, phải nhắc tới sai lầm mà thủ thành Bichocet phạm phải ở bàn thua của Chelsea. Thủ thành người Cộng hòa Séc quá thiếu nhạy cảm trong việc chọn vị trí khi anh ra quá đà để Chicharito đánh đầu kỹ thuật vươn tầm khống chế. Ngày 3 tháng 12 năm 2017 ấy đã đi vào lịch sử của câu lạc bộ Benevento, lịch sử của cả Serie A hay thậm chí là lịch sử của 5 giải đấu châu Âu. Benevento, đội bóng toàn thua trong 14 trận đấu trước đó, đã bất ngờ có được một điểm trước đối thủ rất mạnh AC Milan bằng trận hòa hai đều đầy cảm xúc. Khi ấy, người lập công cho họ là một cái tên chẳng ai ngờ đến, Alberto Brignoli. Nói như vậy là bởi Alberto Brignoli là một thủ môn vốn cũng không thuộc biên chế của Benevento mà được cho mượn từ Juventus. Kỳ diệu hơn, Alberto Brignoli vốn chẳng cao hơn các đối thủ của mình là mấy, nhưng lại có pha bay người đánh đầu ghi bàn vào lưới thần đồng Donnarumma ở những phút bù giờ tưởng như dài đằng đẵng. Khi ấy, vào phút 90+4, AC Milan đang dẫn Benevento với tỷ số 2-1. Đội bóng yếu hơn được hưởng một quả đá phạt ở góc trái, còn trọng tài thì đã nhìn đồng hồ
Thế rồi một cơn địa chấn thực sự đã xảy ra. Từ đường treo bổng của Danilo Catani, Brignoli bay người hết cỡ, tung đã cú đánh đầu lái bóng vào góc chết cực đẹp mắt, gỡ hòa cho đội khách. Khoảnh khắc ấy chẳng thể gọi là thiên tài, báo giới Italy gọi đó là sự diệu kỳ, trong khi cả thế giới gọi chàng thủ môn là người hùng. Ghi bàn từ giữa sân bằng những cú sút được xếp vào loại hiếm, nhưng thỉnh thoảng vẫn được tái hiện ở các giải bóng đá thế giới. Còn chuyện đánh đầu ghi bàn từ khoảng cách xa gần 60m là chuyện hết sức khó tin. Nhưng điều khó tin đó đã xảy ra ở trận đấu giữa FC United với Bradford United tại giải bóng đá non-league của Anh. Khi đó, hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số 1-1. Hậu vệ của FC United có quả phát bóng dài từ vòng cấm địa phía trên. Bóng vượt qua vạch vôi giữa sân, rơi trúng vị trí của hậu vệ Stefan Galinski của Bradford United, và anh đã nhảy lên thực hiện cú đánh đầu rất mạnh, đưa bóng bay thẳng vào vòng cấm đối phương, rơi xuống mặt sân, rồi nảy lên tưng qua đầu thủ môn của FC United để ghi bàn thắng giúp Bradford United vượt lên dẫn 2-1 ở phút 62. Vừa rồi chính là tổng hợp hơn 40 pha bật cao đánh đầu, loại bỏ cả hàng phòng ngự ghi bàn. Theo bạn, siêu phẩm nào xứng đáng với danh hiệu siêu phẩm bằng đầu đẹp nhất mọi thời đại? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.